Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại Lực Tàng TV. Thì tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến tình hình lễ an táng của ca sĩ Vân Quang Long. Thì Lực Tàng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới để gửi tới tất cả mọi người. Thì như sáng nay, cái lễ cầu siêu ở tại nhà cho anh Vân Quang Long cũng đã xong và đang được di cái hũ tro cốt ra tại cái vườn nhãn nơi cái ngôi mộ đã được xây xong ở ngoài đó để tiếp tục làm những cái lễ sau nữa đó mọi người. Thì Lực Tàng vừa mới cập nhật được những cái thông tin đó cho tất cả mọi người trên những cái kênh YouTube hoặc trực tiếp ở dưới khu vực ở dưới đó. Thì nó thực sự ra với tất cả mọi người rằng là cái thông tin á, thì hiện tại bây giờ là chúng ta chỉ được cập nhật ở trên YouTube của những người trực tiếp ở dưới đó thôi. Còn chúng ta chưa biết nhiều về cái thông tin gì về cái sự việc mà được cập nhật ở trên báo chí, báo đài, truyền thông. Đó, thì hiện tại bây giờ sáng nay Lực Tàng cảm thấy rất là bất ngờ. Cái bất ngờ và cái điều kỳ lạ nhất ở trong cái sự việc của cố ca sĩ ra đi á, là đến cái lễ an táng ở Việt Nam thì nó hoàn toàn khác với tất cả những cái lễ an táng khác của các ca sĩ và người nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Khác đầu tiên là cái mà báo chí truyền thông đấy là không thấy xuất hiện nhiều tin tức nha mọi người, như những cái người ca sĩ nghệ sĩ khác giống điển hình như có nghệ sĩ Chí Tài chẳng hạn, tin tức báo chí đưa lên liên tục rầm rộ. Chỉ cần một tí gì đó là người ta đưa lên để cho tất cả những người hâm mộ người ta cập nhật được thông tin. Nhưng trong cái sự việc của cố ca sĩ Vân Quang Long này thì thực sự ra Lực Tàng ở nhà từ sáng giờ xem tin của báo chí người ta đưa lên thì không thấy một cái tin tức gì, chưa thấy một cái tin tức gì, chưa thấy một tờ báo nào đăng lên. Chỉ nói rằng là đăng lên là về cái hũ tro cốt ở về Việt Nam và đưa ra phần chuẩn bị làm lễ an táng thôi. Chứ còn chưa nói về cái vấn đề gọi như là cái lịch trình lễ an táng nó diễn ra như thế nào rồi, kính viếng rồi này kia như thế nào, không giống như có nghệ sĩ Chí Tài. Đây là một cái điều kỳ lạ mà Tàng TV vừa mới phát hiện ra. Thực sự ra là Tàng ở nhà cũng giống như tất cả mọi người thôi, cũng mong cập nhật được những cái tin tức liên quan đến cố ca sĩ Vân Quang Long. Tại vì điều kiện cũng như là đường xá xa xôi thì người ta không thể đến được cái khu vực để người ta trực tiếp, nhưng người ta vẫn cầu mong làm sao có được những cái tin tức đến từ báo chí truyền thông chính thống, những cái tin tức thực sự xác thực để người ta được xem xét. Chứ hiện tại bây giờ những kênh YouTube đang trực tiếp ở dưới khu vực ở dưới Đồng Tháp á, thì toàn bộ là người ta chỉ quay vào một khu vực đó thôi, còn bao quát rộng rãi về những cái tin tức á, thì lại không có phát hiện ra được nhiều cho tất cả mọi người. Cho nên là cái sự tò mò của tất cả mọi người nó rất là nhiều đấy. Thì đây là một cái điều quá kỳ lạ đối với những cái đám tang của những người nổi tiếng. Đây thực sự là Lực Tàng thấy kỳ lạ, Lực Tàng nói thôi nha mọi người, còn không phải là có ý đồ gì. Thì vào cái câu chuyện này thì Lực Tàng cũng thành thật chia buồn đối với gia đình nhà cố ca sĩ Vân Quang Long và cũng thành kính phân ưu cầu mong cho anh ấy được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng và được yên nghỉ nơi xứ vàng, nhắm mắt yên nghỉ. Thì đó là những cái mong mỏi lớn nhất của chúng ta. Và đến với cái điều kỳ lạ thứ hai là cái điều kỳ lạ mà linh lan sáng nay là những cái người mà hâm mộ á, và những cái người mà đang lắng theo dõi cái sự việc này á, là cái sự việc của chị Linh Lan là cái sự việc quan trọng nhất. Và chúng ta cảm thấy hiện sáng giờ là được đang theo hết tất cả các kênh, chưa thấy Linh Lan xuất hiện và cũng chưa thấy bé Helen xuất hiện luôn. Thì có rất là nhiều những cái ý kiến để lại trong những cái bài trực tiếp của tất cả những cái anh chị em đang quay ở dưới đó. Thì có người thì để lại rất là nhiều bình luận mà Lực Tàng chắc cũng không muốn đọc ở đây cho tất cả mọi người. Mọi người có thể vào đó mọi người đọc. Thì cái lý do vì sao mà Linh Lan chưa đến, rồi người thì hỏi sao không thấy Linh Lan, rồi sao lại không thế này thế kia. Nói chung là rất là nhiều những người đang quan tâm đến sự có mặt của Linh Lan hay không. Thì chúng ta cũng đã biết rồi, rất là nhiều những cái câu chuyện được nói về cái sự việc của cố ca sĩ Vân Quang Long qua đời. Và sự xuất hiện của Linh Lan là cái câu chuyện thực sự đáng phải chúng ta phải chờ đợi và mong chờ. Thì chúng ta hiện tại bây giờ chưa thấy. Như vậy là chúng ta đã phát hiện ra được hai cái sự việc kỳ lạ ở trong cái câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện báo chí truyền thông cũng như là những cái tin tức về anh Vân Quang Long không dồn dập và không nhiều như những người nổi tiếng khác. Đấy, tức là mạng truyền thông là im lìm. Báo chí thì Lực Tàng buổi sáng giờ tìm trên mạng, trên báo không thấy một cái tin tức gì về cố ca sĩ Vân Quang Long, về cái lễ cầu siêu cũng như là cái lịch trình di chuyển, rồi cũng như là những cái vấn đề mà liên quan đến anh Vân Quang Long về cái tổ chức lễ an táng. Đó là cái thứ nhất nha mọi người. Cái thứ hai là sự xuất hiện của mẹ con Linh Lan là không thấy ở trong nhà của hai bác. Thì thực sự ra thì cái câu chuyện này thì chúng ta cũng đang rất là nhiều cái nghi ngờ thì lý do vì sao Linh Lan lại không xuất hiện và trong cái ngày mà quan trọng nhất như vậy thì lại không thấy xuất hiện hình bóng của hai mẹ con của Linh Lan. Thì như vậy chúng ta cảm thấy đặt đây là một cái dấu hỏi rất là lớn đối với tất cả mọi người đang quan tâm đến cái sự việc này, đúng không mọi người?
Thì hôm nay Lực Tàng làm đây thì để cho mọi người bình luận ở bên dưới thôi, còn Lực Tàng không có nói, tại vì cái sự việc nó đã đâu vào đó rồi, và Lực Tàng cũng không muốn nói nhiều về câu chuyện này, cũng chỉ muốn cập nhật những thông tin liên quan đến cái sự việc qua những cái thước phim trực tiếp ở dưới hiện trường, ở dưới khu vực, để nói cho tất cả mọi người biết là cái câu chuyện nó là như vậy. Và Lực Tàng đã thấy cái có cái sự bất ngờ so với lại những cái lễ an táng khác đó. Như chúng ta đã thấy đó, có mẹ chị Tài ra đi nha, bất cứ một cái tin tức gì dù nhỏ nhất là họ đưa lên báo này, và họ đăng liên tục rất là nhiều trang, rất là nhiều trang người ta đăng, nhưng mình sẽ đọc được rất là nhiều những cái thông tin thì sẽ biết được, và người dân trong mà ngoài nước người ta sẽ biết được rất là nhiều những thông tin, và người ta có thể là người ta đến người ta chia buồn người ta này kia với lại cố nghệ sĩ, nhưng mà đến đến với lại anh Phan Văn Long này thì thực sự ra báo chí thì mấy ngày nay là không có đăng thông tin gì, chắc có khả năng là không có tin để đăng hay sao đó mọi người, một là không có tin để đăng, hai nữa là họ không muốn đăng hay là như thế nào đó, thì nói chung là mình không biết được. Thì chúng ta đây là những người ngồi ngoài thì chúng ta chỉ mong sao đó, có được những tin tức thực sự là chính xác để chúng ta cập nhật lên, để cho tất cả những người mà đang theo dõi và đang muốn xem cái vụ việc này nó như thế nào thì đưa anh ấy về nơi an nghỉ cuối cùng như thế nào thì để biết được, và cùng chia buồn cái nỗi đau này với gia đình. Đó là những cái thông tin mà hôm nay được làm muốn cập nhật được cho mọi người, cũng chỉ được có bấy nhiêu thôi mọi người, tại vì không có mặt ở dưới hiện trường đó. Còn cái sự việc mà Linh Lan có mặt hay không thì mọi người tự nhận định và mọi người tự đánh giá nha. Ở bên trong những cái kênh mà người ta trực tiếp á, thì toàn bộ là bình luận ở dưới là toàn bộ nhắc đến mẹ con Linh Lan hết, người thì cùng đồng cảm, mọi người thì không, nói chung là hai bên hiện tại bây giờ là vì riêng về Linh Lan là đấu đá nhau vậy, như là rất là mạnh, và người thì để lại ý kiến này, người thì để lại ý kiến kia, cho nên là thực tàng cũng không dám gọi như là bình luận về cái sự việc này nữa, tại vì trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn rất là quan trọng về cái lễ an táng của anh ca sĩ Vân Quang Long ở Việt Nam, cho nên là chúng ta cũng không nên này kia nhiều, và chúng ta cũng chỉ mong làm sao có được những cái thông tin tức, có được những cái hình ảnh và chúng ta biết được, để chúng ta cầu mong cho anh ấy, cũng như là không thắp được cho anh ấy nến nhang thì cũng phải là có một cái lời cầu mong cho anh ấy được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, và Nam Mô A Di Đà Phật giúp anh ấy được siêu thoát, được nhắm mắt, được yên nghỉ, đúng không mọi người? Thì cầu mong cho cái sự việc của anh ấy được lễ an táng của anh ấy được diễn ra thành công tốt đẹp, và không có một cái scandal nào, cũng không có một cái vấn đề gì xảy ra ở khu vực ở dưới đó. Cho nên là chúng ta cũng chắc là người nhà người ta cũng đã lên những cái phương án, người ta cũng đã có cái cách giải quyết cho cái sự việc nó thật êm đẹp rồi, thì chúng cái đó chúng ta cũng phải chấp nhận và chúng ta cũng phải từ từ chờ đợi đó. Thì cũng rất mong là trong cái buổi an táng này sau đây thì sẽ có sự xuất hiện của mẹ con Linh Lan, cũng như là nhà báo phóng viên sẽ vào đưa tin và cung cấp những cái thông tin thực sự quý giá để cho chúng ta có được những thông tin mới hơn, để chúng ta cập nhật lên đây để cùng nói chuyện với tất cả mọi người. Thì thôi, cái buổi clip đến đây cũng được xin được kết thúc, và Lực Tàng sẽ tiếp tục săn tin những tin tức mới hơn để gửi tới tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.